Vào đêm 27 tháng 4 giờ Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Luis Lacalle Pou. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và vinh dự lần đầu tiên thăm chính thức Uruguay, trân trọng chuyển lời chào thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Uruguay đã đạt được trong thời gian qua, đưa Uruguay trở thành một trong những nước có chất lượng sống cao tại khu vực Mỹ Latin. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Uruguay, trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Uruguay dành cho nhân dân Việt Nam. Tổng thống Luis Lacalle Pou bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Uruguay của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 1993-2023. Tổng thống Uruguay mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ ngành, giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Luis Lacalle Pou khẳng định Uruguay sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam cũng như ASEAN tiếp cận với khu vực Nam Mỹ và khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay tiếp tục có tiếng nói, ủng hộ thúc đẩy sớm hoàn tất quá trình tham vấn nội bộ giữa các thành viên Mercosur và cùng Việt Nam tuyên bố khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Mercosur nhằm mở rộng và nâng cao hơn nữa trao đổi thương mại song phương tương xứng với mức độ quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng bảo vệ các nguyên tắc và giá trị của chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Tổng thống Uruguay mong muốn Việt Nam có tiếng nói, ủng hộ Uruguay gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việc Uruguay cùng ba nước thành viên Mercosur ứng cử tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới năm 2030 và sớm mở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Montevideo, Uruguay. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou thực hiện chuyến thăm tới Việt Nam. Tổng thống Uruguay mong muốn sẽ sớm thăm Việt Nam và đề nghị hai bên thu xếp chuyến thăm qua kênh ngoại giao. Tiếp theo cuộc gặp với Tổng thống Uruguay, cùng ngày Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp quyền Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Nicolas Albertoni. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao Uruguay, Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến lễ ký biên bản kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay.